ngày 27 tháng 10, báo Người Lao Động chiếm được phản ánh của cán bộ Trung tâm Y tế huyện Trần Đề về việc chỉ huy đơn vị này té nhiệm viên chức và tuyển dụng nhân viên không đúng quy trình khi xây dựng mới các khoa, phòng. Trung tâm y tế này cũng vừa được di dời từ đô thị Lịch Hội Thượng về khu hành chính ở đô thị Trần Đề với sợ hãi phí xây dựng trên 100 tỷ đồng. Theo tài liệu phóng viên có được, tháng 4 năm 2019, Giám đốc Trung tâm Y tế Trần Đề Quỳnh Trung Đoàn ký tờ trình xin xây dựng 8 khoa, 3 phòng, té nhiệm chức vụ 21 cán bộ và được Sở Y tế Sóc Trăng chấp thuận. Bác sĩ Đoàn sau đó ký các quyết định té nhiệm viên chức, trong đó có 2 trường hợp viên chức bình tầm thường được làm trưởng phòng và trưởng khoa. Cụ thể, ông Tờ Cá là viên chức khoa nội tổng hợp giữ chức trưởng phòng tổ chức hành chính tài chính kế toán, viên chức khoa nội tổng hợp huyện Tờ L B được té nhiệm làm trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ quản lý chất lượng. Cùng lúc này, Giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng Trương Hoài Phong ký quyết định điều động viên chức của Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình huyện Trần Đề là ông Trần Phi Thọ làm phó phòng tổ chức hành chính tài chính kế toán Trung tâm Y tế Trần Đề. Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Đoàn cho biết ông Tờ Cá từng làm trưởng khoa nội tổng hợp, nhưng khi đi học chuyên khoa 2 thì chức vụ này được người khác thay thế. Còn bà Phường chưa có sợ hãi nghiệm ở cấp phó phòng mà được té nhiệm trưởng phòng là vì Trung tâm Y tế thiếu cán bộ. Bác sĩ Phường nhà xa cơ quan, có dự định xin về huyện Mỹ Xuyên. Nếu không té nhiệm chức vụ thì sợ hãi bác sĩ này xin chuyển công tác nên chúng tôi đã họp ban giám đốc và chi ủy để xem xét, quyết định.